mời mọi người nghe chuông để mình vào buổi thiền. Hãy quan sát không gian bên trong của mình. Trong lúc này đang như thế nào? Quan sát tức là nhận biết, nhận ra. Nhận ra tình trạng của không gian bên trong của mình trong lúc này. Đang yên lặng, tĩnh lặng. Tĩnh lặng hay đang bận rộn với những suy nghĩ, cảm xúc gì? Chỉ cần nhận biết và mỉm cười về tất cả những biểu hiện đó. Những bận rộn, những căng thẳng. Mỉm cười là xác nhận sự hiện diện của những biểu hiện đó và đón nhận. Không có ý thay đổi gì cả, không có ý muốn cho nó khác đi như nó đang là. Đón nhận và xuôi thuận. Không có nghĩa là mình đồng ý, chỉ là không chống đối, đón nhận và suy thuận. Làm sao mình để nó vậy? Nếu tâm mình, không gian bên trong của mình đã trong lắng lại, thì mình xoay sự chú tâm của mình vào bên trong. Nhìn ngược lại vào bên trong của sự nhận biết. Hòa tan vào cái không gian bên trong này. Hòa tan vào sự nhận biết. Hòa tan năng lượng của mình vào năng lượng của nhóm trong lúc này. Cắm rễ an trụ vào cái không gian của sự nhận biết này.
thành với chính mình. Hòa tan mình vào không gian của sự nhận biết. Nhưng mình vẫn làm mỗi đêm khi đi vào giấc ngủ. Chỉ khác là bây giờ mình có ý thức về trạng thái đó, về hành động đó, buông mình, hòa tan mình vào không gian của sự nhận biết. Vào cái nơi không có đối tượng, không có một vật gì cả. Vào cái vô tưởng. Vào cái nơi dứt bật các ý nghĩ. Hãy buông mình như mình đã buông mình mỗi đêm trong khi đi vào giấc ngủ. Trung thành với chính mình. Trung thành với chính mình. Buông mình vào không gian. Khi mình đi vào giấc ngủ một đêm. Nhưng với sự hiện diện nhận biết khi mình làm như vậy trong lúc này,
trung thành với chính mình.
trung thành với chính mình. Trở về với bản chất chân thật, với Phật tánh, tự tánh ở trong mình. Trung thành với chính, với Phật tánh, tự tánh, bản chất thường để ở trong mình. Không cần phải hiểu những chữ đó nghĩa là gì. Chỉ cần cảm nhận
năng lượng, tần số rung động. Cái đó. Trong mình có cái mình biết cái chỗ đó là chỗ nào, biết cái Phật tánh là gì. Biết trung thành với chính mình nghĩa là gì? Tin tưởng vào sự nhận biết đó. Không cần thông qua trí năng suy nghĩ. Không cần hiểu. Trung thành với chính mình. Trung thành với chính mình. Để nhận ra rằng không có một cuộc đời nào mà bạn đã đi qua. Và chưa từng có một cuộc đời nào ở phía sau sẽ đến cả. Mọi thứ đang ở đây. Mọi thứ đang là
Đặng về tới nhà. Đặng tới. Nhà. Đặng về. Đặng tới.
Hãy để cho từng sự rung động của từ tánh Phật tánh này chuyển hóa, khai mở những tắc nghẽn ở trong bạn. Tan đi những rung động của những tần số thấp giúp bạn rung động với tần số của tự tánh của cội nguồn. Giúp bạn cắm rễ và đi cầu này. Nâng cấp tần số rung động của địa cầu mang ánh sáng của trí tuệ và tình yêu thương không điều kiện, mang sự tĩnh lặng tha thứ bao dung và những nơi đang còn tranh chấp, chiến tranh, xung đột, bạo hành. Hay là những ngọn hải đăng trong cuộc đời của chính mình, trong công việc và trong tất cả các mối quan hệ của mình. Bạn đã luôn là sự sáng suốt. Sự tĩnh lặng là từ tánh Phật này. Để cho tự tánh này được biểu hiện ra trong đời sống hàng ngày của mình, trong quan hệ luyến ái, quan hệ ở sẽ làm, quan hệ với tất cả những người khác.
Hãy mang ý thức của mình trở về với cơ thể, rồi cái nơi mình đang ngồi, đang nằm với giây phút này. Hãy mang ý thức của mình trở về với giây phút này, với không gian này.